đây hay tiền đạo? Mẹ mà một mình tao đá dưới à? Vãi nè. Không phải lo, em ghi bàn không? Úi dồi, học Chia rồi. sao em cửng? Mẹ mày, chưa gì vào đã choan rồi. Chưa Tôi điên gặp đối à? cứng rồi, Đúng không phải đối, đối văn phòng đâu đối nhá, văn đối phòng cứng đấy. rồi, đối văn phòng rồi. Văn phòng ba mấy tháng rồi kìa. Sợ gì, văn Sợ phòng gì anh, đá một quá. đấy. Tập trung này. Tập trung Khán rồi. giả quá là náo nhiệt luôn. Ai ở vị trí, giữ vị trí đây, giữ vị trí đây. Em Đâu đang giữ rồi? cánh kìa, Ai ở vị anh trí kia? Dũng. Em ở Anh dưới. Dũng. Ủa, anh Lở. Dũng cái gì? Anh bên dưới mà. Đã bắt Ủa đường anh chân Hoàng vào Dũng. rồi. Anh Dũng có thể hỏi. Anh Dũng với cả thấy anh ở dưới cùng cái gì? À, anh Dũng ở dưới cùng. Anh Dũng thì anh đá chả tập trung gì cả. Mày. Wow, bộ đôi tiền đạo ở trên làm việc anh ơi. Này. Này. Đấy, phân bố Sang quả bên này bóng anh vào cánh. Khó thế, để cho em. Này em lấy lại này. Chuyển Đây xuống, đây chuyển đây, xuống, chuyển nhanh chân xuống. nhanh Đây anh chân. pick cái thằng đầu Ui đá ngu đấy xuống nhở. quá. Đây tao Sao kèm xuống cánh rồi, kèm thế. cánh rồi, Rudy về kèm hộ đi. Ui Đây dồi em về ôi. không kịp anh ơi. Ui Rocky của anh yếu quá. Thế anh Giấy, sao lại pick hôm nay em nào dùng là ngày ngon gì nữa. Rồi. Hôm nay gặp đối cương mẹ nó hết con rồi. Cánh này. Xong đâu rồi. Đây, chuyền thế anh. Mày thả đi. Mẹ đi. Ăn. Chưa đi chứ mẹ đi còn múa. Ở đâu nhớ nút nhớ nút. Đây rồi, đây rồi. Nút. 3 đánh Đây 1. Kìa. Đây này. Mẹ Ui tao lại giời. phải về tiền vệ trung tâm à? Em về Anh về Dũng về. đâu rồi? Ui giời, ở đây riêng mình anh cô đơn. Thế anh cháu hỗ trợ đánh Dũng tí. Đấy cánh này. Gì đây? Trọng này. Bình tĩnh anh ơi, bình tĩnh, bóng đá nó phải nghệ Nào thuật được chưa? Đấy đây Trọng này, Đấy Trọng này chơi. Không chuyển luôn đi. Mày tự nhiên đâu tác giả? Đây Còn mẹ à. mày. Tối vã. Chuyển luôn vào tao đệm bóng ấy. Mẹ tự nhiên đâu tác giả. Ôi nó đi rồi anh ơi. Lý đích đá như đúng gì. Đầu tiên anh ơi cả nhà ơi, bình tĩnh. Đây về làm cầu nối chỗ này giọt. Không phải cái thằng Roy Keane của mày lởm. Bỏ thằng Roy Keane đi, lấy mấy thằng cộng 2, cộng 3 đi. Mày lấy thằng cộng 1 vào đá. Phải cần lắm được thế anh. Đuổi mẹ ra khỏi sân. Nước mắt đá nóng không rơi từng giọt. Nước mắt đá nóng. Đội trưởng Paolo Maldini khá thất vọng với các cầu thủ tuyến trên. Mẹ em người ơi, kèm người rồi. Anh Dũng 1-1 thôi, anh Dũng ơi, 1-1 thôi. Kèm hết rồi, anh Dũng 1-1. Dẻo lắm. Đấy, đây này. Tách 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 ra. Chưa được cái cú sút nào, cày vãi cái đội chọn đội hình công đá như. Này. Đây, giữa đây. Đấy, đi đi. Mẹ gì đây? Làm cái gì đây? Khó thế. Thì anh ngờ em đéo chuyền với vô nó tự chuyền đấy. Mẹ em. Lyric bán độ ạ. Đá chứ cái đồng đẹp thế luôn ý, em chuyển à, tao không có tao ở hàng hậu vệ cái là mẹ vứt vứt hết chuyển lên gì, đi anh Dũng một thằng thì này đá chuyển bằng lỗ đít à ôi giời kìa kìa rồi sút đang có ấy sút luôn đi mẹ mày cứ phải để bố mày giải quyết cắm bách 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 rồi đây em bắt rồi thấy chưa mẹ em phải về hỗ trợ phòng ngự phải đây nữa này bắt ở trong rồi bắt trong rồi bắt trong rồi lên lên cánh cánh luôn này đây 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 mất tay cầm mẹ thằng Linux này tay cầm hết pin đây rồi không sao con ta không không chuyển được không không chuyển ôi thôi thôi học rồi thế anh hai thế anh rồi đây 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 bố mẹ cái thằng lìn đấy cày thật má tay cầm hết đúng lúc chuyển bóng mày về mẹ anh em tao cover kịp rồi thế anh tiền vệ trung tâm trả theo người lớn đéo ơi hai chuyển 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 thì anh toàn mất bóng thôi thì mày đừng lần sau mày đừng pick mấy thằng tiền vệ trung tâm tao chuyển đâu lìn đấy chuyển mà mẹ phải bình thường tao đang chạy mẹ chỗ tao có truyền được quả bóng đéo đó đâu anh đẩy cái chân sang là anh truyền được bóng mà nhưng mày đừng đừng pick tiền vệ trung tâm nữa mày chỉ số nó thấp quá mày pick cậu vệ hoặc tiền đạo đi còn mẹ cứ pick mấy cái thằng cộng 1 vào đá với mày nhìn đến bên kia nó toàn cộng 4, cộng 5, 22 ts là đá chả hỏng người chịu đấy à, cái mẹ ảo rồi em đang cắm sạc không cắm sạc lại nào đẹp chưa đẹp chưa này ấy thấy chưa thấy không thấy không thấy không mẹ
mẹ phải cho đội bạn tự phải đá phạt đấy nhà. Mẹ mày đường truyền nó khó đến mức như thế cơ mà. Thôi 3 năm rồi, 3 năm rồi. Comeback. Kìa anh Dũ ơi, anh Dũ ơi, em kẹp trong rồi. Đây. Rồi lên. Rồi, đều. Không kịp. Đây em ở đây, Anh Dũ, đây rồi. Được chưa? Rồi ôi Mandini nó phải khác. Đi thì cột 2 chia xa. Chia xa. Chia xa truyền đẹp thế gì nữa. Quả đấy truyền lại cho tao thì đẹp hơn. Đây đây em đây. Luôn anh. Được. Này. Úi giời ơi, truyền trúng người thằng bên kia. Công việc anh Dũng ơi. Về. Ô, anh Dũng ăn được, anh Dũng ăn được nó. Đây. Ôi giời. Anh Dũng ăn được. Dũng ơi. Bóng này. Ôi giời ơi. Không phải cái thằng nhân vật, cái thằng của mày yếu thật. Chậm quá. Nó xoay chậm quá. Thằng đấy Roykin là tiền vệ phòng ngự mà. Này. Đấy thấy chưa? Chuẩn ủi gì đỡ có bóng kia. Mẹ bảo sao. Đỡ có bóng thô vãi. Mẹ rồi. Đây rồi. Phản công, cơ hội vẫn còn. Đây. Đấy rồi, chia xa. Này này, chia xa. Bốn năm, sắp về rồi. Sắp về rồi. Chát. Thủ. Ở đây, lên. Anh Dũng ơi. Ôi, mày. Lên. Ui. Vẫn còn nhiều thời gian. Đây rồi. Em trong. Đây, kẹp dưới. Bắt cánh. Câu giờ. Một kẹp một. Một kẹp một vào. Đây rồi. Lên. Lên kìa, Cánh này. In. Đây. Ui giời ơi. Chỉnh góc rồi. Gì đây? Ủa, còn tắt cánh đánh đâu. Mày hết rồi. Ui giời ơi. Đây, kèm người về luôn thế anh, kèm giữa. Không sao. Cùng mình. Chuyền luôn. Đây rồi. Lý Đích ơi. Trời ơi. Có thế em. Em trốn sau lưng. Đây rồi. Hai. Nắm đều. Mẹ mày. Trời ơi, tao đá như thế này mà còn không thua được nữa thì mẹ mày. Cái còn gì để nói. À mà còn không thua. Mà còn thua được nữa thì bỏ hết. Toàn ghi bàn với kiến tạo rồi. Giờ anh Dũng đánh đâu? Lấy anh Dũng. Rồi đây rồi. Đây rồi, em đây rồi. 2-1. Trả lại được nhá. Câu giờ, bọn mày có phương án câu giờ không? Anh em ăn mừng thêm nữa. Ăn mừng thêm 5 phút nữa. Anh em đứng bốn góc chuyền anh em. Rồi, lên. Bình tĩnh. Này, đẹp chưa? Ui giời ơi. Có bao nhiêu phút rồi? 45 giây à? 45 giây là lâu lắm. 45 giây lâu lắm. Đây. Cái gì đây ông bom? Về. Chuyền con gì nữa? Về. Mẹ gôn luôn anh Dung ơi. Về gôn. Đây. Đây. Tách nhau ra. Em trái. Em trái. Đây có tăng tốc. Có tăng tốc rồi. Có tăng tốc ghi bàn. Có tăng tốc ghi bàn. Ui giời ơi. Có tăng tốc mà. Em gần. Trả về được nhá anh ơi. Quay lưng này. Về. Đây. Về từ một. Đây. Anh Dung ơi. Đây em. Giải quay. Lên này. Sút luôn. Sút luôn. Đang có tăng tốc. Mẹ. Đang có favor hết. Con mẹ rồi. Rồi, sao? Đang có favor của đấy sút đi. Trời ơi. Vẫn là Mandini. Đây rồi. Đấy, cánh em. Đây, chọc lên đúng không? Lý Đích cứ từ thôi. Đây, chuyển đi. Lý Đích ơi. Hết rồi. Kìa anh Dũng ơi. Đây rồi. Mẹ thằng Lý Đích nha. Con mẹ thằng Lý Đích luôn. Vậy cứ đến giờ là bán đồ ạ. Mẹ tôi đá gồng gánh vậy. Mẹ tiền. Tiền đạo kiêm con mẹ mẹ hậu vệ luôn ạ. Nè em đánh cứ bắt tay cầm liên tục. Ui lên rank rồi. Rồi. Em hỗ trợ anh Dũng này. Được. Bắt cánh rồi. Đây. Rồi về. Ok. Rồi. Cứ là nhịp nhàng. Đối với bắt bóng nha. Chậm rồi, cứ chậm rồi. Lên đi. Đây tuyển hai này. Lên này. Tuyển hai đây. Mẹ mày. Anh chạy bom chứ chạy em. Từ anh ơi. Mọi người cử động lên để em truyền phát. Anh Dũng. Xoay. Không sao. Đây rồi. Không sao. Ui nó dẻo thế. Mẹ thôi được rồi.
Thằng 4 thằng 4. Cái này có bé người. Từ từ tách ra tách ra. Có bé người như ngoài đời không nhỉ? À có bé người như kiểu trong game không nhỉ? Có anh ơi. Có C đè C không? Có. Có chuyện về. Lên đi cứ lên đi. Ê. Thế anh ơi, lên về đây Anh chuẩn về này, đấy. Em cứ kéo kéo nó. Này, đẹp chưa? Đây anh Dũng ơi. Cứ bình tĩnh cứ. Đây anh Dũng ơi. Nhịp nhàng như đẩy xe hàng. Nhịp nhàng. Mẹ anh Dũng ơi. Ôi không sao không sao. Không lôi không lôi. Sút sút sút. Đây đây đây. Sao có người thoải mái. Anh Dũng cứ toàn bốc. Mày điên rồi anh Dũng ơi. Đây 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 đây. Cái mẹ cái gì đây? Em về hộ rồi, em về hộ rồi. Không có. Lên lên. Đây. Về đúng rồi. Chưa. Rồi xuống anh bom. Đấy, đây. Đấy này. Có bỏ. Đấy. Trái. Giữa này. Có bỏ. Sút cái đéo cái chuyền nữa đi. Mẹ cái thằng cá nhân. Đây 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 tên anh. Ôi giời ơi. Mẹ có bỏ, có bỏ. Này anh xuống ơi bình tĩnh. Đây có em ở sau. Đây đây đây, đây. Hai. Trong. Đéo được. Có ra có em ở sau rồi. Mẹ bị luôn. Ôi giời ơi bình tĩnh. Tao dưới, tao dưới, tao dưới rồi. Tao dưới rồi, tao dưới rồi, tao dưới rồi, tao dưới rồi, tao dưới rồi. Đây rồi, đây rồi. Đây đâu đây. Ui giời ơi. Có chuyền quả bổng đẹp thế nhở. Rồi, lên lên lên. Lên 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 lên. Đây. Anh Dũng này. Caravado chạy chỗ này. Caravado chạy chỗ này. Caravado này. Đây đây, trái kia. Đây à. Đây đây đây. Ôi giời ơi. Đối đây biết chơi đấy. Chạy 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 vào nhận bóng. Vào đi, anh Dũng nhận. Đúng rồi. Chạy luôn. Được luôn. Hay. Hay. Vu được không? Ôi giời. Thôi không sao. Thì phải nhờ đút anh ơi. Đây 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 đây. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây. Cắt bóng quả hay luôn. Mẹ mày cắt quả hay luôn. Ra ngoài, ra ngoài. Bóng xong, xong, xong. Ta đang phi đâu, phi vô, phi vô lên bóng, lên bóng. Đơn giản. Ngang anh Dũng ơi, chuyền chưa đây, chưa đây. Đây 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 đây. Đây đây. Đây. Này, đẹp luôn. Trời ơi, kiến tạo quả mẹ này. Nó phải gọi là cái tầm là kỷ lục Guinness đến đây rồi. Thế mà không sút vào nữa thì thôi. Đuổi ngay ra khỏi Eco Green ngay. Đây rồi, bắt cánh rồi. Vẫn có nhá. Cẩn thận, đừng để nó trơn xuống dưới. Đúng rồi, được. À, thế anh. Thế anh. Thế mà đéo vào à? Có dơ mà không vào. Đây, 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 đây. Đi đích, đi đích, đi đích, đi đích. Hay anh Dũng ơi. Hay Dũng ơi. Mẹ à, được anh Dũng ơi. Rồi. Đang phải đi sao phải anh Dũng bắt cái phải đi. Rồi. Em đây, em đây rồi, em đây rồi. Đấm được không anh? Được, được, được. Thằng này không có tuổi. Đây rồi. Ui, ui, sút quả điêu ấy nhở. Điêu nhở. Ờ, quả điêu nhở. Cái đéo kia vào bắt đá vào đấy. Ờ. Bè người như thế rồi. Hai anh em kẹp hai bên. Ơi. Cứ chậm rồi, cứ chậm. Đấy, chuyền em bên này. Đây. Cái chuyền em ngang ngang thôi. Xuống luôn đấy. Chuyền sớm có xử lý được. Đây rồi. Mẹ ơi, anh Dũng quả đấy, quả đấy chuyền em đi. Mắt cắm mẹ mặt vào đầu. Mẹ cày vãi. Anh em phải đang chuyền luôn. Bên này em, bên này. Ok, ok. Đấy lại cắm đầu chuyền lên, ok. Đéo lên. Mẹ. Nhìn kìa, sau lưng anh ơi, hay. Mẹ em nó vẫn chuyền được đi thôi. Này, bật về đây. Này, tiếp này, thấy chưa? Có phải dễ không? Bao giờ lên, bao giờ lên. Mẹ em vãi. Làm cái gì đây? Bao giờ lên? Con anh mẹ. Anh cứ đi ngang từ từ. Anh cứ lên đi để nó nhảy vào nó bố tranh thì mình mới qua được nó chứ. Ai ở đây, khó thật. Anh em toàn bóp. Con mẹ. Này. Cô ấy còn phải về làm bóng rồi này. Này. Lên đây. Trái nhé. Chuyển chậm thế nhở. Ok chưa. Mẹ à, mày vừa phải tách ra mới chuyển được. Đấy. Ôi cứ không đủ người, có mình anh Dũng 1v1 sợ cái đéo này. Solo anh ơi. Em bắt biên này. Đây rồi. Đấy, lên đây. Em dâng này. Chạy đi, chạy chỗ đi. Ngang luôn anh ơi. Đây anh ơi. Về anh Dũng này, xuống dưới. Anh Dũng lại mất bóng, anh Dũng toàn làm cái con ở dưới mệt phết. Về mà không chế. Lại. Đấy, được chưa? Đây. Chuyển có thế, đây gôn này. Về gôn đi. Mày về rồi, hai rồi, lên nào. Đấy em về em mới làm bóng cái này. Lên đi. Anh thế anh. Ôi, lên đi. Đi vào. Dũng. Nó đi vào mình. Không ra, không ra. Ui nó đứng. Chưa luôn. Ôi nó khỏe lắm. Anh bom lạc. Không sao. Đây rồi. Mẹ mải nhìn anh em đá. Gần. Ôi không sao. Thấy chưa? Phi anh ơi. Mình có phi. Đánh đâu? Lên
đánh đâu anh Dũng? Ôi mẹ. Ôi, đánh đâu à? Đánh đâu đấy? Đây, đây, đây. Này, này, ơi, ấn phút rồi. Chuyền. Rồi. Lên. Rồi sút là vào đấy. Hay. Ôi mẹ. Trời ơi. Su. Tập trung, tập trung, tập trung, đang thắng 3-2 nhá. Đang còn phiêu. Đập vào đây ngay. Lên, 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 cho chuyền luôn, chuyền luôn. Sút được luôn thì sút. Sút. Sút sớm một tí đi. Mẹ. Xa quá anh ơi, tầm đấy thì điền là xa đến sút vào được. Đây rồi, đây rồi, dưới đây. Tao chuyền luôn đấy. Đấy, kìa, kìa, kìa. Thế anh ăn trộm vào được ấy. Thế thế ấy. Thế mày ăn trộm ăn cướp được ấy. Thôi. Kiểm soát trận đấu anh ơi. Thôi từ từ từ. Kèm người đi, 1-1 đi. Thôi bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Rồi em ở trong rồi, em ở trong rồi. Em ở trong, em ở trong, em ở trong rồi. Em dẻo quá, nó dẻo quá. Đây, nó dẻo không phải lo. Ôi giời. Đây rồi. Từ cứ lên tiếp từ từ anh ạ. Bình tĩnh mà. Này anh Dũng, thấy chưa? Thấy chưa? Đẹp chưa? Rồi em chỉ anh bom này. Này, thấy chưa? Đây, dưới này. Anh Dũng này. Anh Dũng đây, mẹ. Rồi. Thế đéo là chuyển anh Dũng ra đây. Chuyển xuống cho tao quả đấy đẹp hơn. Anh Dũng bắt bên kia kia đi. Rồi, rồi sao bắt đi. Rồi hay. Hay, lại được. Bắn độ kìa. Ôi, gần được. Đéo bu được ạ. Anh Dũng cứ lên đi. Ôi ôi. Gì đấy? Được anh không? Này, thoải mái. Dũng. Thế anh. Rồi, bút. Ui. Một dòng ạ. Đây, 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 đây. Anh bom, anh bom đây. Này, này. Đây 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 chạy về đường anh ơi. Rồi, okay. Về. Đá khác gì phủi đâu. Đây 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 anh Dũng. Rồi chuyền lên. Lên. Đó bình tĩnh nào. Về gôn, về gôn đây. Để em nhận bóng cơ. Đây đây Lý Đích ơi. Đây anh ơi. Đây. Đẩy à. Đấy. Anh Dũng này. À thế anh này. Đấy, bật tiêu luôn. Anh Dũng. Anh Dũng. Ôi trời. Được. Đây rồi. Đây có đấy, đẹp chưa? Này đẹp chưa? Mình có phim mày đừng về nữa, mày đang đẹp mà thế anh. Chọc. Kè này. Fever đâu mày lừa tao à? Ui giời. Trong rồi, đánh đâu kìa. Fever xoạc anh ơi, xoạc. Một chiếc bài mẹ đá bóng nó như này cơ mà. Chờ chuyền lên. Lên lên, chuyền một đường là sút. Sút. Đây quá Fever cứ sút thôi. Đây, chuyền về lít đấy cơ. Thôi Fever rồi, hết rồi. Cánh Dũng làm gì đấy. Ôi. Ui.